Xin chào các bạn. Các bạn biết không, từ năm 1958, kem Tràng Tiền đã khắc sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt như một biểu tượng của hương vị kem truyền thống. Với niềm tự hào về di sản lâu đời và cam kết chất lượng, chúng tôi vẫn luôn không ngừng đổi mới để mang đến cho bạn những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Khám phá ngay các hương vị sáng tạo như kem ổi hồng ngọt ngào, kem matcha tươi mát, kem mochi mềm mịn, kem mơ tây thần thánh và nhiều loại kem khác nữa. Mỗi viên kem không chỉ gìn giữ giá trị cốt lõi, mà còn mở ra một cuộc phiêu lưu vị giác đầy sự mới lạ. Tại Sơn La, bạn có thể thưởng thức những hương vị đặc biệt này ngay tại cửa hàng của chúng tôi hoặc đặt hàng qua số điện thoại 0325 192 668. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm sự khác biệt tại kem Tràng Tiền. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn, giúp bạn dễ dàng tận hưởng hương vị kem ngon mà không cần phải đi xa nữa đâu bạn nhé. Cuộc sống là một hành trình đầy hương vị. Hãy chậm lại để thưởng thức từng khoảnh khắc và bạn sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào như những viên kem tuyệt vời của chúng tôi.